Liên đậu đường đi với tay rồi, liên đậu nó chưa bây đâu. Giờ tiếp tục hành trình chú hai dắt luôn được. Dạ cũng được hả chú hai? Dạ. Chú bắt đầu chú hai tiếp tục dắt mình đi. Hai người bệnh vậy rồi. Dạ đúng, con đứa con cũng không đủ sống. Dạ. Dạ. Rồi con về luôn cô ơi. Dạ. Thì cô giờ cũng chắc thuốc nam uống hả? Dạ, đi luôn cô. Chú hai tiếp tục dắt tới cái hộ kế tiếp. Bây giờ cho hết hai hộ rồi đó các bạn. Giờ còn ba hộ nữa. Rồi, đi chú hai. Dạ. Đây là cái khu vực này là khu vực biên giới rồi các bạn, nó giáp ranh với Long An luôn. Xã Long Thần bắt đầu giờ chú hai dắt đi tiếp tục cái hộ thứ ba. Chú hai dắt tới cái hộ thứ ba. Hộ này nằm trong này. Thank you.
bốc hai à? Đúng cá. Trời ơi, đụng cái đó tao lấy quẹt ra tao đốt nó. Cái hoàn cảnh của mình là có hai mẹ con, cô này thì bị có em tôi thấy tao cho quà nè. Vậy cô hết thấy đường này, cô bị mơ màu mắt không à. Chú hai lấy giùm con quá. Dạ à, cô này là sao chú hai? Dạ nãy giờ dạ. Không neo đơn không có. Dạ rồi còn cô đó. Con nhỏ này nó điên điên cũng không. Dạ cô đó thì điên điên là... Dạ. Cô hồi đó gốc ở đâu? Hả? Cô á? Ở đây ở đâu? Từ hồi nào ở đây? Chúng lò. Chúng lò. Dạ. Chúng lò. Bà lớn tuổi ha hai. À, này à, nhiều hả? Sống lò ở... Biết không? Biết. Biết ông ra không? Không. Thấy ông ra là cậu tôi. Yeah. Còn cảnh của cô này là bà già lớn tuổi rồi, bị mù mắt mà chỉ có đứa cha cháu giờ mà gặp bị âm thầm. À, 82. Rồi giờ đi hết cái đường hết đi lộn cho cha một mũi được đó rồi. Chú hai lấy giùm con hả? Hả? Chứ không cái đường đi đâu. Chú hai lấy giùm con chứ hả? Mở mở. Ê. Bao thôi bao dạ rồi rồi dạ. Lúc này lấy dạ. Thôi bây giờ họ điều khiển cho chúng tôi để giúp đỡ cho chị Hồng Hà. Này. Biết tôi không? Hả? Biết tôi không? Biết. Thấy đường dòm dòm thẳng ngoài phải thấy. Rồi rồi. Uống uống. Bữa đó tôi cũng cho tôi uống hôm nay là cũng xuống này, hôm nay ta cũng có lợi nữa nè. Rồi bả ra không đi ngoài mày đi được à? Đi rồi ai ở nhà giữ? Ừ. Chứ ở nhà không có đường đứng đi đâu á, cũng lọt dí cho. Cái chùm này gọi là có thằng cái bà nó có đứa con mà quẹt rồi lớn đó. Hả? Cục này nè, cục thanh banh nè, cái thanh banh chỗ nào? Đây nè. Đây là khu vực. Ở cái chùm rừng chỗ này nè. Cái bà nó có đứa con. Không lấy bà mặn thôi. Bà mặn. À, có thằng con què bên đi nó cũng rồi rồi nó rồi bà có ruộng bà cũng có được nhiều lắm.